Chào các bác nhá. Hôm nay thì đã là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ lễ Tết một tuần. Nay trời nắng rất là đẹp. Đây. Trời nắng rất là đẹp nhưng mà cũng rất là lạnh. Nay em sẽ đi xuống đi cửa hàng điện tử để quay một số đồ cho các bác, như bác ở Việt Nam có dặn quay. Thì hành trang chuẩn bị rất là kỹ. Trời nắng nhưng mà rất là rét. Áo rất là nhiều, mặc 3 4 5 cái áo. Chưa kể là găng tay găng chân thì bịt tai, khăn quàng. Hành trang hôm nay đạp xe đi khá là xa, chục cây số. Nên là phải có mang đi hành trang, một số hành trang hay quay cho bác xem. Cái hành trang đi quay đồ âm ly loa điện tử cho các bác xem này. Đây, đây là con xe chiến của em đạp, con này đạp rất là bon. Mua hàng cũ bên này có 500 nghìn, 600 nghìn đây. 600 nghìn là hàng cũ bên này, bãi, ra bãi bốc luôn. Mình về rửa ráy lại tí. Trời thì nắng nhưng vẫn phải đưa ô. Có thể bất kỳ mưa, bất kỳ lúc nào. Và đây là cái bơm xe phải mang đi, vì trước em đi một phát dẫn đường nó bị thủng xăm nên là phải chạy vào quán để mua cái bơm này luôn, chạy vào cửa siêu thị mua bơm. Và đây có một bộ đồ vá xe, đây đồ vá xe này, đồ vá xe này, đấy cái kìm này để mà vặn van này. Đồ vá xe đấy là khoảng tầm 200 nghìn, kìm này 60 nghìn để đi khi mà vặn cái van, chứ không vặn không được, thế là nó bị lâu quá bị chặt, thế là lại vào mua luôn cái kìm. Đây. Đấy. 60.000 khá rẻ. Và cái cần để mà quay quay cái cầm điện thoại để quay. Đấy. Đây là mấy cái để bên ngoài, còn trong người thì vẫn có thêm mấy cái như là cục phát wifi mang đi này. Thì có gì này. Bên này là một cái camera để phụ khi có vấn đề hết pin với con quay này. Đấy, khá nhiều đồ lấy kích. Thôi em sẽ bây giờ sẽ đi đạp xe đi đây các bạn nhé. Đây các bác, thì giờ em sẽ đạp qua một cái cầu rất là dài đây. Qua cầu này xong, tít 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 bên kia, chỗ cái bóng vàng hồng hồng bên kia, thì khu đấy mới có cái cửa hàng điện tử to để thể quay nhiều hơn cho bác xem. Lúa người ta vẫn làm bình thường, đã hết mùa để chờ đến mùa rét thì người ta không làm được. Đây em vừa đạp lên cái dốc của hơi khá là mệt, đứng nghỉ một tí quay luôn cho các bác coi cái quãng đường đi. Đây, từ đây sang kia khoảng tầm 3 phút nữa thôi, em đi đây. Sau khi đạp hơn 1 tiếng đồng hồ, giờ mới đến nơi các bạn. Bây giờ cái quán này khá là nhỏ, bên cạnh này có quán to hơn, bây giờ thì vào quán này trước xem có gì không đã. Nhưng mà thôi, đây quán này đa số là cái đồ chơi các bạn, đồ chơi ô tô này, đồ chơi trẻ con thứ, khủng long thứ này. Nó không có đồ âm ly các thứ không? Loa đâu, có một số đồ điện tử tai nghe đâu kia. Nên mình sẽ đến quay xem thế nào. Ở đây thì nó toàn là mấy cái đồ chơi hoặc là cái phụ kiện ô tô các bạn ạ, đa số đồ trẻ con và đồ phụ kiện ô tô, bánh xe, lốp xe thứ hàng cũ. Mình sẽ sang cái quán ở bên phía trước bên kia, qua tòa nhà trước mặt đây thì sẽ có một cái cửa hàng khác, cửa hàng đấy chắc chắn sẽ có đồ điện tử. Trời nắng to, đạp trời rất là rét nhưng mà nắng to, đạp nóng người nhưng mà cởi cái khăn ra thì nó rất là rét. Đây rồi các bạn, nếu mà đến cái cửa hàng này nó có 3 tầng cơ. Đây cửa hàng này mới to này, chứ khỏi người Nhật trong tiên bảo có cửa hàng này 3 tầng, đến đây thôi mà tìm đồ. Đây thì em sẽ vào trong cái quán này xem đồ đạc như thế nào. Đây thì cái tầng 1 này thì chỗ có sách vở và đĩa các thứ các bạn. Thì chắc chỉ có người Nhật thì người ta mới còn những cái cửa hàng sách bán nhiều này. Và người Nhật đọc sách rất là nhiều, chứ không phải như người Việt mình thì lạm dụng vào Internet hết, chứ không không đọc cần sách nữa. Đây người mua sách rất là nhiều. Đó. Mình sẽ lên tầng 2 xem có đồ, tầng 2 có đồ gì. Đây, tầng 2 cũng rất là nhiều đồ. Đây chắc là có xe đạp người lớn trẻ con, thể thao địa hình các thứ. Đây là đồng hồ, rất là nhiều đồng hồ. Đây có nhiều bác hỏi đồng hồ này đồng hồ kia nhưng mà em cũng không sành lắm. Đây đây là đồng hồ nam nữ kính, cốc chén các thứ, đây và ly các thứ, đồ cũ khá là nhiều và đồ cũ rất là rẻ. Sẽ tìm một cái vali xem. Đây là các bác, lên tầng 3 có rất là nhiều đồ điện tử.
trống loa, đây là một dãy loa kéo thứ rất là nhiều. Đây là đàn, em sẽ lướt qua một lượt trước, còn chi tiết thì em sẽ quay ở phần sau. Đây xem phần này giới thiệu cho anh em xem cửa hàng này nó có gì. Thì tầng 1 thì nó bán sách và đĩa, tầng 2 thì nó có quần áo và các đồ gia dụng, tầng 3 là các đồ điện tử. Đây có rất là nhiều đàn này, loa này, đấy có loa to di động kéo về bốn chân nằm ngửa đây đấy, cục đẩy cái này công suất gì đấy, bao mikisa là cái gì em không rõ lắm đấy. Rất nhiều đàn này, giờ đang đi nên là video nó có hơi chất lượng kém tí thì các bác cũng hơi chút tham khảo đây. Đây là mấy cái đồ gì nhỉ, chơi nhạc à, dụng cụ chơi nhạc, chỉnh âm các thứ. Đây. 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 Đây rất nhiều cái loa, à, cái loa này, rồi cái gì đấy, chỉnh âm cái này gọi là gì các bác, biết độ là gì, có nhiều bóng đèn trong như một cái âm ly đèn, nhưng mà không biết có phải là âm ly không, phải không thấy ghi là âm ly đấy là nhiều. Ở đây nó có mấy cái bộ lọc âm thanh hay gì đó, gì này, nó chia âm thanh hay gì đấy bác này, có symbol này. Còn này thì tất nhiên là hàng Nhật, nhưng mà made in China nhé, chứ không phải là made in Japan đâu, vì người ta cũng đặt ở bên Trung Quốc sản xuất cho nó rẻ mà. Còn đây mới có loại đây, mấy loại đây nó từ 300.000 đến vài triệu đồng cái, có cả bóng luôn, bóng của âm press này, bóng máy bóng âm đi đèn này, rất là nhiều, dây chạc nữa rất là nhiều luôn đấy. Đây thì mấy cái này ra các bác cũng nhiều bác cũng tìm audio technical này đấy, đầu dây ra sao này rất là nhiều, giá còn mấy con này là tầm 700.000 một cái thôi. Hàng mới là 1.1 triệu, hàng cũ là 700.000. Đây các bác, rất là nhiều. Đấy. Quay lại một lượt cho các bác xem, đây dây này. Đấy. Đây có rất là nhiều. Và bên này là quầy đầu đĩa hỏng một thứ. Đi sang bên này, thì nó có rất là nhiều cái đồ này, dây này, dây mic này, dây đàn này, dây loa này, đấy, đấy dây du lan này, không biết là có các bác trước hình như các bác có mở ra cái này cũng khá là được trọng dụng đấy không? Này thì 400.000 một cái đây, cái nhỏ là 400.000, to này là cũng 400.000 luôn, cái to này là 400.000, cái nhỏ này thì gần 400.000, đấy, rất là nhiều đồ đó, trọng này, kèn này. Đấy, mic này, dây này, đây là dây nữa này, đấy, rất là nhiều. Đây là số mic cho bác xem trước, đây là một số cái mic cũ, có giá là 100.000 thôi, 100.000 cái nha bác, rất là rẻ này, cái này chưa đầy 100.000, còn National ấy, cái này vẫn rất là ngon đấy, này. Mic Sony này, cái này thì có vẻ là hơi bị cũ quá rồi, giá nó thì 70-80.000, cái này hơn 100.000 tí, Sony này hơn 100.000 tí, này khá ngon. Đây, toàn là giữa 100.000 thôi các bác, rất là ngon. Cái này là dây mic à, phải không ạ? Phải dây mic không nhờ, đúng rồi, dây mic dây loa gì đấy. Em biết chơi đàn gì đấy, rẻ lắm, có 20.000, 30.000 cái thôi, rất là rẻ. Mình sẽ đi tìm tiếp cái quầy âm ly xem có không, đầu kia nữa, rất là nhiều. Quầy này thì là các cây tay cầm chơi game, đĩa chơi game. Bên này thì có các cái điện thoại cũ, loa máy in các thứ, loa nhỏ và máy in,
màn hình tivi các thứ. Ủ tivi to, tivi to, tivi nhỏ thì có hết. Đây là loa rồi, máy in, đây là loa, đấy rồi, rất nhiều loa, những cái mình đang cần tìm đây rồi. Đây âm ly rất nhiều luôn các bạn, đợi mà tha hồ quay cho bác xem nhá. Này loa cả mấy cái bát rời này, đấy rất là nhiều loa kia nữa, rất là nhiều, rất nhiều. Đây là hàng quầy hàng hỏng này, đấy rất là nhiều luôn các bác, quầy hàng hỏng loa cũ rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều, có hai ông cũng đang đi tìm săn đồ hỏng về để lấy đồ ạ. Rất là nhiều. Đây là có một số cái phụ kiện dây loa, dây các thứ, rất là nhiều. Rồi, giờ cái video hành trình đi quay này thì sẽ được tạm dừng ở đây và sẽ tập trung vào để quay cái loa cụ thể chi tiết cho các bác xem tham khảo nhé. Các bác xem phần sau nhé. Đây, hộp loa này, tháo bát ra rồi con hộp này, đấy, rất là nhiều, đài cassette à, đấy, rồi em xin chấm dứt tại đây.